Xin chào các em, chúng ta tiếp tục với bài mã số ID là 202. Ở bài này người ta không cho nó trắng trợn như bài số 1 nữa rồi. Bài này người ta cho các em số liệu về sắt. Sắt có thể là 0,095 mol. Và số liệu thứ hai là số liệu của NO. NO là 0,09 mol. Như vậy bài toán này của thầy khó nhất là vẫn phải xác định cho thầy xem có mấy phản ứng xảy ra ở đây. Tức là có phản ứng 2 xảy ra hay không. Dung dịch của thầy có chứa những ion gì? Đó phụ thuộc vào việc xác định phản ứng. Thế thì cái cặp lừa đảo này của thầy, mục đích chính là các em phải chỉ ra được có xảy ra phản ứng lừa đảo cuối này không? Đó, phản ứng thứ hai này hay không? Thế thì thầy có như sau. Để xác định được dung dịch A của thầy có chứa muối gì, hay nói đơn giản là xảy ra những phản ứng nào trong hai phản ứng này, thì thầy có như sau. Cách chứng minh rất đơn giản như sau. Thứ nhất là NO của thầy là bằng 0,09. 0,09 thì suy ra cái số E mà nó nhận nhân 3 lên sẽ là 0,27. Đó. Thế còn sắt của thầy ở đây là 0,095. 0,095 nếu như nó lên hết sắt 2 thì số E mà nó cho sẽ bằng 0,095 kem nhân với 2 lên thì sẽ bằng là 0,19 mol. Đó, nhỏ hơn 0,27. Tiếp, nếu như lên hết sắt 3 thì kem lấy 0,095 kem nhân 3 lên thì bằng 0,285. Như vậy con số E nhận của thầy là 0,27, lớn hơn 0,19, nhỏ hơn 0,285. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó tạo ra hai sắt, là sắt 2 và sắt 3. Đó. Nếu là sắt 2 thì không được bởi vì nhỏ hơn 0,27. Lấy sắt 3 cũng không được bởi vì lớn hơn 0,27. Vậy suy ra là nó tạo ra cả hai mối sắt. Như vậy thầy đã chứng minh được rằng là nó xảy ra phản ứng lừa đảo thứ hai này, tạo ra mối sắt 2 và HN3 hết. Kết luận A của thầy có chứa hai muối sắt 2 và sắt 3. Đó, xong rồi. Tiếp tục. Đề thi hỏi khối lượng muối, thầy nghĩ đến bảo toàn khối lượng. Khi đến đây rồi thì có rất nhiều em chọn cách giải hệ. Đó, đặt sắt 2 là A, sắt 3 là B. Các em bảo toàn nguyên tố sắt, các em có phương trình thứ nhất. Bảo toàn điện tích, các em có phương trình thứ hai cũng được. Thầy nghĩ rằng không sao cả, hoặc bảo toàn E cũng được. Nhưng ở đây thầy dùng phương pháp khác một chút, là thầy dùng phương pháp đổi điện tích. M của rắn trong A của thầy sẽ bằng M kim loại là M sắt cộng với M của NO3 trừ M kim loại sắt thì thầy biết rồi, tổng số mol là 0,095. Bây giờ thầy cần tìm NO3 trừ thôi. Thì thầy dùng phương pháp đổi điện tích hoặc là công thức cũng được. NO3 trừ trong muối bằng tổng E cho E nhận cũng được. Đó, bản chất của nó, công thức đó thì đó chính là đổi điện tích đó. Thầy có là sắt chuyển hết lên sắt 2 và sắt 3, nó được trung hòa bởi NO3 trừ. Khi sắt lên hết sắt 2, sắt 3 thì số E mà nó cho chính bằng điện tích âm, hay nói đơn giản là bằng tổng số E mà nitơ nhận. Vì thế là tổng số mol E của thầy là 0,27, tức là 0,09 nhân 3 đó, thì sẽ phải bằng điện tích NO3 trừ điện tích âm, bằng điện tích âm mà nó tạo ra từ NO3 trừ ở đây. Như vậy NO3 trừ của thầy dùng phương pháp đổi điện tích thì tính ra được bằng 0,09 nhân 3 bằng 0,27 mol. Thế sau khi tính được rồi thì thầy dùng bảo toàn khối lượng. M của thầy sẽ bằng 5,32 là khối lượng sắt cộng với NO3 trừ của thầy. Kết quả khối lượng muối của thầy thu được x gì sẽ bằng, ở đây thầy có là 22,06 gram và đáp án thầy có là đáp án B. Ok.